Ui, gọi cho em mà khó nhí, gọi cho giám đốc. Ừ, chắc đang trong nhà nghỉ nào mà lâu nghe thế. Tình hình là anh vừa gọi cho lái xe, nó bảo là nó ở bến nước ngầm chứ không phải ở Mỹ Đình đâu. Ừ. Thế em quen xe đấy nào mà em đọc số như đúng rồi? nó xe nào đấy chỗ em đây đây nhà Nó ở bên nước ngầm. à Ừ. để nhà chờ đến đâu em mới Chở nước ngầm em mới buông mồm gái lại 150 tiền xe ôm. Buông mồm gái lại 150 tiền xe ôm. sợ sao Nắng nôi này anh không dám cho vào hộp giấy. Đây anh chuẩn bị hộp giấy rồi nhưng mà nó nắng quá anh phải kỷ niệm em cái lồng nữa. Cái lồng để cho nó thoáng như anh chuẩn bị hộp giấy đây rồi nhưng mà anh phải cho 10 con chim. Đẹp lắm, đợt này nắng ấm nó đẹp nên là nó cứng cứng rồi thì cho ra cái lồng, không chắc là nó cũng vẫn cho gửi thôi chứ có gì đâu, bọn anh gửi quen rồi. Thì tí bắn cho anh cái thẻ 200 đi. Bắn cho hai cái thẻ 200, đẹp là một, thứ hai là phát sinh lồng sẽ ôm. Lồng anh phải mua. Thì 10 con chiều nay anh gửi luôn cho. Thế là về chỗ nào nhỉ? Nhưng mà đến địa chỉ về, về đấy là về đâu thì anh còn Quảng Bình nhá. Quảng Bình thì đi đường dài. Ừ, Quảng Bình nhỉ. Chim đẹp lắm, nắng ấm đẹp lắm. Ừ. Anh nói thật mà, anh trước khi gửi anh phải bảo nghĩ ở nắng nôi này mà đi cho vào cái hộp thì về nó không ốm thì nó cũng bị viêm phổi vì nó toát mồ hôi ra xong nó lại ngấm ngược lại, mà có phải ít đâu, xa nhau nhưng mà anh vẫn phải đảm bảo. Được, được, được. Ừ.